chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình nghỉ nên là mình mua thử cái cá sống anh em. Nhật gọi là cái gì? Gọi là sashimi. Mọi người nhìn này. Cho các bạn hiểu luôn này. Đấy. Đấy, mình mua hai cái. Đây cái này có tôm này, Tú Tiên tôm. Thôi xong rồi. Đấy. Mùi tạt đây. Đây mùi tạt. Đây. Đó mùi tạt đây. Đây. Ừ. Đây. Cái này là đấy. Nước chấm của người Nhật nha, không biết chấm cho đây nha. Bia cho đây nha. Ờ cho đây đi. Đấy. Các bạn nhìn cái dây này mình có gì không? Gì không? Ngăn đi, ngăn đi. Dùm dùm nó vào cho ngăn. Mua thêm mấy cái gói lạc kia này. Cá kia gì đây. Để biết này. Bia để thử thử cái nào. Bóc vào nhá. Này, mỗi cái này là mất 100 nghìn nhé mọi người nhá. Ừ, thì là 200. Thì không có bát ăn khó chịu cái này. Được rồi. Để cho anh Quyết mình ăn trước cho xem. Đây nhá. Đây là nước uống có cồn nhá. Bảo mình uống bia. Đường có cồn đấy các bạn. Đấy. Đấy, cái gì vào. Mở lên. Để bóc cái này đi. Bóc cái gì đấy. Bút cá rồi. Đấy. Ui. Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy. Để xem ăn cái này giống mấy chú anh cắt cơn. Anh ăn gọt rồi. Không, khả năng tôm này đang ăn được đấy. Ây à, không ăn được đâu. Ta nghĩ là không ăn được. Tôm gì ấy. Đấy. Đấy. Nào. Bật bia chưa? Anh quên tự ăn đi. Mời các bạn đã. Nào, mời các bạn nhé. Mời cả mọi người nhá. Uống các bạn hiểu luôn. Đâu để anh thử cái món cá sống này xem nào. À, anh thử đi. Mà ăn kiểu đéo gì ra. Tôi gắp thử như thế này. Tôi gắp tân nhá. Gắp tân đi. Ném vào cái này. Đấy. Thử đi, có chanh nhỉ. Ôi. Mày sao nó lòng ngoài mày tay. Chấm một cái hòn đấy. À thử này. Được không anh? Ừ được. Được không? Thật ra thấy cái vị cá đâu mà. Phải đánh cái này ra mới thấy vị cá này. Cá hồi cho đi. Các bạn hiểu luôn. Ăn gì thấy nó mát mát thì chả thấy cá đâu. Cái này không cay à? Dừa. Đấy, phải dưa là đây nhá, mời các bạn nhá, cá hồi. Rồi, hiểu mình, luôn. Mình thử cái nào. Cá hồi này không có cái gì. Bát à? Ừ. Bát. Không ngồi không gì được. Có để có bát không gì được. Rồi mình thử cái này này. Cái gì này? Dây gì này. Ừ, để cho tôi đủ tất vị đi. Này. Dư chuột này. Ủa cái gì đây? Dư chuột. Được một giấy. Mời các bạn nhé. Thử cái này. Ui, chết rồi. Ui rồi. Đạp cổ phương. Đạp cổ không bát đua thì. Cái này nó không cay à? Mùi tạt này không cay rồi. Mùi tạt đẹp đẹp. Rồi em đi lấy bát thôi. Bây giờ mình cay. Chứ có món nem. À Hùng lấy tớ gói được không ạ? Món nem rồi, chỉ là ăn mẹ hết rồi. Cái gì? Cái kia cái gì nhỉ? Nem trộn à? Cái gì anh? Bánh trứng tráng, bánh tráng. Bánh tráng trộn. Nhà ấy đau hết cả mồm. Cơ miếu có ăn. Bánh trộn. À. Nãy giờ là cắt đoạn này đúng không? Rồi mày đi lấy bát là cắt rồi. Ui ôi, ăn cái mù tạp nó sốc con đầu đau á. Cái gì mà đau em ăn cảm nhận được mà này. Các bạn xem mình đây là miếng mùi tạp. Ăn bình thường mà. Làm luôn một hòn này các bạn hiểu. Không cay lắm. Có khả năng phải làm khay nữa đúng không ạ? À, tôi thử ăn tôm đi. Ăn được ăn thử xem nào. Được. Tân mà cá hồi vậy. Thôi được tân tôm. Đây là cái đồ nhắm. Bọn Nhật nó hay uống bia. Bọn Nhật nó hay uống bia mà. Cái đồ này mắm mọi người. Nhưng mà nó cho ít cái lá lá này quá nhỉ. Cái tô á. Đấy, mời mọi người nhé. Biết là cái gì, đây là cá hay không? Đây là nguyên con tôm này mọi người này. Cá
cá nào. Đây không, không nhầm là cá cá gì nhỉ? Thật ra cái này nó không ngon mọi người ạ. Bọn nó cứ khen là ngọt lắm, nhưng mà thật ra nó nhạt lắm, không ngon. Với mình thì mình thấy bình thường. Đối với người khác thì chắc là ngon, nhưng mình thấy nó không ngon. Chả có vị gì, nhạt phèo. Không biết là mấy chú anh cắt giống đội ở Hòa Ban Tây Bắc hay là chú anh hay chú cắt cơn con cá, còn cá riêng ấy thì chắc là có gì đấy. Nhìn thấy thích đấy. Anh biết là đang phải nổi rồi nhỉ? 100.000 này, được có mấy miếng này thôi ấy. Tính ra tiền Việt 100. Mẹ đéo bảo ra suối nó bắt cho con cá về lọc ăn. Hay lắm. Cái này nó ngon. Cái này ngon này. Cái gì đấy? Này, không biết. Nhìn về giống. Cái nhạt, không ngon. Sao mà người ta ăn người ta cứ bảo ngọt nhỉ? Mình có thấy ngọt đâu. Nhạt phèo. Ăn giống cái vị bánh, giống cái vị gì nhỉ? Bánh rán nhưng mà nó bị khô rồi. Này. Cái này là cái gì nhỉ? Lạc. Bên đây. Này thì tối đồ sát làm sao được. Có một lon bia làm sao được. Uầy. Uống một lon thì xài đấy. Ăn đi ăn đi. Xài á. Chưa ăn cơm gì nè. Tầm từ hôm qua ấy. Sáng nay. Sáng nay rồi. Thôi hôm nay đéo dậy nấu ăn sáng. Nó dậy đi chợ xong mua đồ ăn với ăn. Đấy. Mình biết anh quyết từ hôm qua được ăn nên nay mình mới mời ăn cá sống sashimi này mà. Chứ không mình cũng không mời đâu. Bạn hiểu người mình nhá. Chứ là hỏng hết rồi. Chưa nay anh, chứ anh ấy dẫn mình đi ăn cơm mà quán đóng cửa mọi người. Nhục vãi nồi. Đâu để em ăn thử con tôm này nè. Xem có ngon không? Tôm này chẳng chẳng đấy là củ cải. Củ cải. Ăn cái con tôm này thì nó hơi nhàn nhàn một tí. Okay. Cái này nước chấm thì chẳng ngon thế nào nhỉ? Thêm một toàn em. Ừ. Nó có cay đâu. Không cay đâu. Thôi nhà the gọi là. Cứ bóp cả chai luôn đi đằng nào để bỏ. Các bạn mình nhìn mình làm một giây nữa này. Chấm mẹ nước mắm cho mọi người. Để anh giải lên đây cho em. Đấy. Rồi. Anh quyết cứ. Thôi thì anh ăn được quả đấy cho chủ kênh hiểu con người mình luôn. Nhìn giống hệt cái cục hôm nọ tao gửi cho mày đúng không? Đây. Ui, đây mọi người nhìn này. Mà phần này cái đéo gì mà há mồm. Ăn nặng cùng này luôn. Tội tham ăn tục uống. Ghê đấy nồi. Lõn nhọn, lõn nhọn. Con nào đớm đầu à? Nó hơi cay rồi. Ui, cái đầu giả hết cả da gà ấy rồi. Hiểu chưa? Hiểu lắm. Hiểu chưa? Wow. Hiểu chưa? Toa cá mù hồi chưa nào? Có cái này thì rong à? Đói cả mặt lên đúng không? Ừ. Cay quá. Không cay lắm các bạn ạ. Rong như cao su ấy. Nó là cao su, cái miếng để dán lên đây cho nó khít cái khay mà anh ăn mình đấy. Nếu mà anh em nào mà ở Nhật đấy là ấy mà ăn thử thì, nếu mà thích ăn cái món này thì nghĩa là mình mà muốn thử thì nên thử lần thôi, chứ còn thật ra ăn nó không ngon, nó nhạt lắm, chả có vị gì. Xem người ta cứ khen là ăn nó ngon mà thật ra đối với mình thấy nó nhạt quá, không ngon lắm. Tùy từng người, những người người ta thích gì như nhưng nó nhạt phèo vậy nhỉ. Không ăn chẳng có vị gì cả. Nó không có vị cá nhỉ, không có vị cá, nó chỉ hơi man mát. Ăn nó giống như là giống như là cái con cá nó bắt lên nó cắt lát rồi bỏ ở đây. Chào cái gì đấy, để mình quay cận cảnh cho xem cái cá này. Cá này ngon hơn. Mấy cái đồ bia này thì ngon hơn.
Đây, mọi người xem này. Ăn chấm tương ớt. Đây. Một chấm. Nó ngon lắm. Đây là miếng cá này. Da nó không ngọt nhất gì đâu. Đối với mình thấy nó bình thường. Ăn cũng ăn được. Đấy. Mọi người xem. Đây. Đây mình tạt nào. Đây mình ăn mùi tạt nó cũng được mà. Đấy mọi người nhìn xem cái miếng mùi tạt này. Đây đây cho mọi người xem. Đây. Ăn này. Nào, này. Đấy. Mình quấn Hùng, ở đây nhá. Hùng chớm Hùng ăn này. Mình quấn cho ở đây nhá. Nhìn Hùng chớm này. À. Chớm. Không cay lắm đâu. Đừng gồng. Đừng có gồng. Không cay mấy thật. Hùng Hùng có tí gọi là adơ các bạn. Bị đứa nào đứng ở đầu rồi. Ai nó cay được muối ấy. Không cay mấy đâu, bình thường mà, được, chịu được. Vẫn là phải không ra gì, không gì lắm à. Không gì, cái mùi ta này bình thường. Các bạn lại nhìn anh Quyết ăn cái miếng lót cao su này. Thằng Lin này. Ừ. Ăn cái này ngon hơn. Đấy thì tối nổi quá đấy. Ờ, mời các bạn. Đấy. Thì chắc là mình đây là, mình bảo đây là đây là bia cồn nhé, bia mấy độ nữa, à thay gì mà, thì chắc là mình cũng quay cho mọi người xem tí thôi, đấy thì chắc mình phải dừng video tại đây rồi, đấy mọi người xem thấy hay thì cho mình xin một lượt like nhá, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình làm những video tiếp nhá, xin chào mọi người, sắp rồi nhá, chào các bạn nhá, thế anh em ạ. Anh em nào mà chơi PUBG mà ví dụ xem được video này mà là cho mình xin cái ID nhá. Chimer nhá. Ờ, đây Chimer nhá. Chuyện gánh tim. Đây. Nóc mà không cứu là kiểu gì cũng ăn chửi ấy. Đấy, đấy. Nha, thì bây giờ mình chào mọi người nhá.